Xin mời quý vị cùng coi Đinh Thanh Hải hướng dẫn ươm hạt và trồng ớt. Đây là bão đất quý vị. Đó. Và đổ ra đây để ươm hạt giống. Đó. Đây là hai trái ớt giống quý vị. Nó chín và đã khô. Này. Và bây giờ sẽ lấy hạt ra nha. Đó, hạt. Lấy hạt ra để ươm thành những cây ớt. Tại vì vợ chồng Đinh Thanh Hải rất là ghiền ăn trái cây ớt này. Quý vị đổ nước vô ngâm nha, ngâm khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ, sau đó quý vị đem bỏ vào trong đất để ươm hạt. Và nhớ rằng là khi ươm hạt xong thì để cái ươm vào cái chỗ mát và thường xuyên tưới nước nha. Vợ chồng Đinh Thanh Hải rất là thích ăn trái cây ớt, cho nên là gieo trồng hạt rồi sau vừa để trồng cây ớt. Ớt rất là dễ trồng. Những hạt ớt đang ngâm trong nước. Bây giờ lấy hạt bỏ vào trong đất nha.
tưới nước lên. Nhớ là phải luôn để cho ẩm nha, để cây ớt nó nhìn mọc mầm. Đây là những cây ớt đã lên mầm. Chờ nó lên một chút xíu nữa thì đem ra trồng ở đất. Tại vì sao người ta lại ăn ớt, miền Trung lại ăn ớt? Tại vì miền Trung rất là nghèo khổ và cơm cá kho, những cái món nó rất là khó nuốt, cho nên ăn ớt vào để cho cái lưỡi tiết ra nước bọt và ăn dễ trôi. Ớt. Đây là dĩa trái cây không thể thiếu trong bữa ăn.